Xin chào anh em, hôm nay là một buổi đấu tập tại lò võ BJJ nổi tiếng nhất tại Sài Gòn, C88. Tại đây đang có võ sĩ Robson đang cầm đài Lion Championship hạng cân 60kg và đã có 2 chiến thắng tại One Championship. Đây là một buổi đấu tập cuối tuần và mình đến đây để giao lưu, học hỏi cùng các võ sĩ tại đây. Mời mọi người cùng theo dõi hết buổi đấu tập này cùng mình nhé. You hurt your face, yeah. Don't break that. Yes. Yes. Hello các bạn, đây là Robson, champion like one championship. Okay, thank you so much, bro. Very good training. Thank you. Come on. Okay. Oh. Okay. Hey. Holy shit. Holy shit.